bởi vì đấy là cái điều gần gũi nhất, đó đấy là cái điều mình có khả năng nhất, và nó sẽ là một cái điều đẹp nhất để mà kỷ niệm cho một cái hành trình, đối với mình là một hành trình đẹp, một hành trình hạnh phúc. Sống nhất là cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng của nó nhìn thì nó có vẻ phức tạp như vậy, nhưng mà thực ra là đôi khi mình quên mất một điều rất rất đơn giản, đó là chúng ta đến với nhau bởi những cái điều mơ mộng, những điều thơ mộng và những cái điều rất là đẹp, và nó không quá phức tạp như cuộc sống nó đang diễn ra, và những cái gì nó níu kéo, những cái gì nó giữ lại chúng ta lại ở với nhau trong suốt cái khoảng thời gian đó, trong suốt một cái hành trình đẹp đó, là nó phải là những cái điều đơn giản nhất, nó đến từ những điều đơn giản nhất, đó là cái cảm xúc khi nhìn thấy nhau, nó là cái tình yêu dành cho nhau, là sự quan tâm dành cho nhau, và đôi khi chỉ cần nguyên cả ngày mình ở trong nhà với nhau không cần gì nhiều cả, rồi sáng đưa con đi học, chiều đón con về, rồi làm những công việc rất là đơn giản thôi để mà tồn tại một gia đình, thì đó cũng là một hạnh phúc rồi. Hơn 8 giờ tối hôm nay là khoảng 15 tiếng quay, 15 tiếng quay. Mình nghĩ là đoàn đã làm việc rất hiệu quả và đạt được đúng những cái shortlist mà mình đề ra. Sẽ còn một buổi quay nữa với một cái đại cảnh rất là đẹp, các bạn cùng chờ nhé. Lúc đấy sẽ có rất nhiều bất ngờ ở cuối của chương trình này. Cảm ơn tất cả mọi người. Đóng máy này nha, đóng máy nha. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thôi Thảo ơi, đừng ăn nữa Thảo ơi. Cảm ơn đạo diễn. Cảm ơn stylist. Hot Sài Gòn. Xong rồi, cảm ơn tất cả mọi người.